thuyết giảng hay cho sáng hôm nay hay như là chí thành chí kính của chúng con dâng lên Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, cùng thỉnh Đức Từ Phụ hiện tọa đạo tràng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con phụng thỉnh mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, xin gia hộ cho tất cả chúng con được học Phật pháp, hiểu đúng ý của Đức Phật muốn truyền trao. Chúng con cảm niệm tri ân chư vị Bồ Tát lịch đại tổ sư đã theo tâm nguyện của Đức Từ Phụ Thích Ca mà lưu truyền kinh Luật Luận đến khắp muôn nơi. Chúng con cầu nguyện Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thần vương gia hộ cho đạo tràng của chúng con không bị ma chướng quấy phá, để ba nghiệp chúng con được thanh tịnh và chánh pháp nhãn tạng của Như Lai được chúng con tắm nhuần như mưa pháp. Chúng con được ngửi mùi hương chiên đàn, hương giải thoát, hương giới định tuệ trang nghiêm. Chúng con xin nếm được vị của pháp như là vị của cam lồ để nuôi lớn niềm tin, tạo động lực cho chúng con tinh tấn nuôi lớn ý chí giải thoát trong con. Và xin cho chúng con cảm ứng lời Phật dạy văn khắp muôn nơi
tất cả chúng sinh âm dương đồng lời nào, dâng lên cúng dường ba ngôi tam bảo khắp mười phương, với lòng chí thành chí kính của chúng con nhất tâm phụng thỉnh. A Di Đà Phật, cảm niệm tri ân đại chúng. Để chúng ngồi tư thế thiền định an lạc, hít vào thâm tĩnh lòng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Chúng ta có 45 phút để nghe thầy chia sẻ về nội dung của sự thay đổi dưới góc nhìn Phật pháp, và sau đó Phật tử có điều gì muốn chia sẻ lại với thầy thì chúng ta chia sẻ. Còn nếu cảm thấy hiểu hết rồi thì chúng ta cúng Phật ở đây đi trình hành để phát buổi sáng trong pháp tu. Dưới góc nhìn của đạo Phật, sự thay đổi là một quy trình rất tự nhiên. Tất cả mọi thứ đều thay đổi, đó là một quy luật thành trụ hoại không, sanh già bệnh chết. Nhưng hôm nay tôi nhấn mạnh đến sự thay đổi của tâm là yếu tố mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta trên lộ trình tu của mình, làm sao để chuyển hóa tâm của mình. Đó là sự thay đổi quan trọng nhất. Điều đầu tiên tôi nói là góc nhìn tục đế. Đức Phật nói về khổ và nguyên nhân của khổ, ở đây được xếp vào là tục đế. Những ai tìm hiểu đạo Phật mà không hiểu khổ là thế nào thì người này chưa phải đệ tử Phật. Nghĩa là muốn làm đệ tử Phật, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu Đức Phật nói khổ đế. Đây là một cái đế rất quan trọng trong lộ trình tu của chúng ta. Vì sao chúng sinh khổ? Bởi vì cái nguyên nhân của nó mà do vô minh đã nhiều đời nhiều kiếp chúng ta không hiểu biết. Do vậy mà chúng ta tự tạo nên cái nỗi khổ nội tại bên trong, sanh ra những nỗi khổ ở bên ngoài. Cho nên nó gọi là sự tương ưng trong kiếp luân hồi, vai cả trả vai. Thế thì cái khổ đế này nó khẳng định một quy trình của nhân quả từ đời trước cho đến đời này và mãi đến đời sau, gọi là luân hồi sinh tử. Khổ được chia làm hai phần. Phần đầu là tám cái nỗi khổ, đó là sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ. Nếu bây giờ chúng ta hiểu rằng tất cả chúng ta đã sanh rồi là chúng ta đã khổ chưa? Đã sanh là đã khổ. Chúng ta từng sát na trôi qua là chúng ta đã già chưa? Đã già, gọi là già từng sát na. Rồi chúng ta đã từng bệnh chưa? Đã bệnh rồi, chỉ có chưa chết thôi. Nghĩa là sanh già bệnh nhưng mà chưa chết. Vậy thì chúng ta còn bốn cái khổ nữa, đó là oán tánh hội. Mình đã từng gặp người mình ghét chưa? Gặp chưa? Mình gặp cái người mình ghét mình có sung sướng không?
không? Nó đi chùa này là tôi không đi luôn. Tại vì tôi không muốn gặp nó. Ấy thế mà oan gia trái chủ cứ gặp hoài, không muốn mà vẫn phải gặp, đó gọi là oán tánh hậu. Còn ái biệt ly, quý vị có gặp cảnh này chưa? Gặp rồi. Nghe là người yêu mà xa lìa, thế gian này nó lạ lùng lắm. Cái người mình thương yêu không có gần, gần mấy đứa hắc ám không. Cho nên nó gọi là khổ thế. Nghĩa là người mình thương yêu thì khó gần gũi, mà người mình không có ưa thì lại gặp hoài, thì cái đó mới gọi là khổ đấy. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta cái đó để cho chúng ta hiểu, mà chúng ta biết tu tập để chuyển hóa, thì cái này là lộ trình tu của mình. Mà mình không thấy được cái lộ trình chuyển hóa thì mình không biết tu. Nói tu gì á, chứ không biết tu. Còn hai cái khổ nữa là cầu bất đắc. Nếu cầu mà được á thì chắc là quý vị bây giờ không có ngồi đây rồi đúng không? Cầu không được mới ngồi đây, mà cầu được á là không có ngồi đây. Thì sao vậy? Nó cầu làm cái thứ dữ. Nghĩa là nếu cầu mà được thì tôi cũng không có ngồi đây luôn. Rồi cái cuối cùng đó là năm ấm, là ngũ ấm xí thạnh, có nghĩa là nó xuống và nó lên. Nó xuống cũng khổ mà nó lên cũng khổ. Mấy cái này mà quý Phật tử cũng nên khó hiểu, nhưng mà tôi chỉ cho quý vị hiểu. Lúc xí đó có nghĩa là lúc xấu. Vậy thì cơ thể mình có lúc xấu không quý vị? Lúc nào xấu nhất? Quý vị mang nghĩ là có một cái tờ giấy để ghi, để mình học được cái khổ này nè. Nhưng mà mình không ghi á, mình không có biết đâu. Cái lúc nào mình xấu nhất? Lúc giận. Giận ai? Lúc giận ai mà mình xấu? Thì tùy theo quý vị. Có người thì cái lúc giận á là nó xấu nhất, mà có người thì lúc mà nó thương nó xấu nhất. Quý vị để ý nha. Còn mấy lúc mà mình quay trở về với chính mình, mà mình hiểu được cái thân này nó bất tịnh á, và lúc đó nó xấu nhất. Nghe là mình ngộ được cái thân bất tịnh. Có nhiều lúc mình thấy cái thân mình lúc nó bệnh á, nó xấu nhất. Có nhiều lúc mình thấy mình thương một ai đó đó, tự nhiên mình thấy mình trở thành người xấu nhất. Lúc đó nó ích kỷ mà nó tàn nhẫn. Vì nó thương cho nên nó không muốn ai thương, cho nên nó trở thành một con người rất là tệ. Có khi nó còn dùng mọi loại thủ đoạn nữa, gọi là cái xí của nó. Còn cái hạnh của nó là lúc nó ngủ quên trên sự hạnh phúc, ngủ quên trên sự thành công. Cái đó là cái hạnh đau đớn lắm. Gọi là đường trơn láng ai đi mà vấp ngã. Vậy thì khi chúng ta biết rằng khổ đấy là yếu tố mà Đức Phật dạy cho chúng ta phải nhận ra được cuộc đời là biển khổ, mà cái khổ đó nó ở nơi chúng ta. Rồi cái nguyên nhân của khổ chính là phiền não thôi hả? Mà Đức Phật dạy mà nếu ai không nhận ra được phiền não thì người này sống chung với phiền não và biến phiền não thành an vui. Có nhiều người cứng đầu, ngang tàn, bướng bỉnh, cố chấp mà tự cho mình được. Cha mẹ khuyên cũng không được, chồng khuyên cũng không được, hay là vợ khuyên chồng cũng không được, anh em khuyên với nhau cũng không được, bạn bè cũng không được, đến nỗi mà thầy khuyên cũng không được. Thế thì những con người này họ biến cái chất liệu đau khổ thành chất liệu an lạc của chính họ. Điều này khó chuyển hóa lắm. Nhưng mà làm sao chúng ta đi tu, chúng ta giác ngộ để chúng ta thay đổi được cái đó? Cái này mới quan trọng. Cái này mới gọi là người có đắc đạo hay không. Vậy hỏi đạo là cái gì? Đạo là cái một cái con đường mới mà mình bỏ con đường cũ đi. Nên là khi tôi xuất gia đó thì tôi nhớ
cái câu của những người đi trước, trước khi tôi xuất gia đó, họ đọc cái câu đó cho tôi nghe. Tóc đã cạo là tơ lòng gọn dứt, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành. Tôi nghĩ là tôi cạo tóc xong á là tôi có tên ở trên cảnh giới Tây phương rồi. Cho nên bây giờ ai mà muốn có tên ở trên thì lát nữa mình cạo. Mình muốn có tên ở cảnh giới Tây phương thì mình cạo thì mình mới ghi tên ở trên được. Thì có người á là tôi thấy ngày nào cũng cạo mà không biết có tên ở trên Tây phương hay không. Thế thì cạo cái bên ngoài so với cạo cái bên trong hay cái này nó khác nhau. Cái mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta đó là tâm hình dị tục, Tổ Quy Sơn dạy. Phù xuất gia giả phát túc siêu phương, tâm hình dị tục có nghĩa là phát túc siêu phương là bước chân lên một con đường, một phương trời cao rộng siêu thoát. Tâm hình dị tục nghĩa là tâm khác tục và thân hình khác thế tục. Thiệu Long Thánh Chủng chấn nhiếp ma quân. Thiệu Long Thánh Chủng là nói thậm dòng thánh. Chấn nhiếp ma quân là làm cho ma quân khiếp sợ. Mà chúng ta có bốn loại ma, đó là nguyên nhân của phiền não, nguyên nhân của nỗi khổ chính là phiền não, mà phiền não gốc là tham sân si mạn nghi ác kiến. Ác kiến sanh ra là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, tà kiến, kết thành thập truyền thập sử, tức thành hữu lậu chi nhân, lục căn lục trần vọng tác vô biên chi tội. Vậy là cái nguyên nhân của khổ đó, đó là ba nghiệp thân miệng ý. Nhưng mà hồi nãy chúng ta sám hối là sám hối sáu căn, phải không? Hồi nãy thì nghe đọc hay quá, xin cho một tràng pháo tay đạo tràng rất là bạc hơn. Đọc thì rất là hay mà thầy ngồi kế bên thầy nghe không được. Vì cái âm thanh nó lớn quá, nó hòa với nhau, nó làm cho người kế bên nghe không được. Không biết ở xa có nghe được hay không? Nghe rõ. Có nghĩa là quý vị đọc, quý vị nghe rõ. Còn thầy không có đọc cho nên nghe không có rõ. Đành phải lấy một cái bộ luận thì bà xa ra đọc. Thế nào là thầy ngồi thiền thì nghe quý vị đọc kinh. Để lát nữa thầy nương cái lời đọc kinh đó mà thầy chia sẻ với quý vị, để cho nó không uổng phí là quý vị đọc rồi mà quên rồi. Sám hối sáu căn là chúng ta bị cái nguyên nhân của khổ, nó làm cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó vọng tác. Vọng tác có nghĩa là mắt nó bị ý thức đó, tác động vào. Bắt con mắt á, phải chê cái xấu mà hướng đến cái đẹp. Cho nên trong con mắt nó khổ. Người xưa mới nói thôi, mày muốn sống được ở Canada, mày mắt nhắm mắt mở đi. Bà già mà ở Việt Nam qua bên đây á, mà muốn sống được với con cháu á, thì cũng phải mắt mở mắt nhắm. Bởi vì mở hết hai mắt chịu không có nổi. Ở đây nó trái những cái luật của Việt Nam. Cái luật của Việt Nam là như vậy, là tụi bay còn trẻ mà tụi bay như vậy là tao cạo đầu hết luôn. Nhưng mà ở bên đây thì khác. Cái luật ở bên đây nó có nhân quyền. Trẻ em ở bên đây là số 1, không ai dám đụng vô, cho nên muốn làm gì nó làm. Cha mẹ mà rầy nó kêu police bắt. Ở Việt Nam tao quánh mày chết. Chứ còn ở bên đây thì phải mắt nhắm mắt mở nữa. Như vậy thì Đức Phật dạy cho chúng ta đó là khi mình hiểu được nguyên nhân của khổ đó thì mình mới thấm nhuần lời Phật dạy. Mà thầy không biết là quý vị có sử dụng không? Phật tử thì có học đấy, nhưng mà có khi không có sử dụng, dẫn đến mình học rồi mình quên rồi.
dẫn đến trong con mắt của mình đó, nó vẫn bị sốt, nó vẫn bị đau, bởi vì mình không chuyển được cái tâm nhận thức chứ không phải con mắt. Bây giờ quý vị chuyển được cái tâm nhận thức đó, thì quý vị thay đổi được cái nhìn đó. Cho nên hồi sáng là tôi thấy có một số người là ta sau khi quẹo vô rồi không vô đi về luôn. Cho nên là nếu như cái tâm của chúng ta mà không nghĩ đến cái việc tu tập đó, thì chúng ta cần một chút là chúng ta chịu được, cần một chút là chịu được. Thầy hỏi với Phật tử này, sáng không vô quẹo vô chùa đóng cửa, tâm quý vị thế nào? Bắt đầu nó có một cái gợn sóng hay không? Thành thật khai báo, ai cũng muốn là nếu mà tôi đi chùa thì tôi phải về đi chùa, còn chỉ chỗ khác tôi đi luôn, chỉ chỗ khác là tôi đi luôn. Bởi vì sao vậy? Còn nhiều chỗ người ta trải thảm, ta mời chứ. Chứ còn ở đây mà chỉ tôi chỗ khác thì mơ đi cưng. Vậy thì mình thấy cái ngã của mình đã sanh ra không? Cái ngã mình đã sanh ra liền. Mình tự xét cái tâm mình đi rồi mình xét cái tâm người khác. Bây giờ mà mình quẹo vô nhà, mình đến nhà người ta mà mình thấy người ta không có trân trọng, người ta không có quý mình, thì quý vị có muốn vô? Cho nên là hồi nãy thầy có nói với ni sư, không khéo là đi sự mất điểm. Mà quý vị xét cái tâm quý vị thôi, mà quý vị thật lòng mà nói, mà khi mình đến á, mà ở đó người ta chỉ cần không tiếp mình á, là sẵn sàng mình đi. Đó là mình nói bằng cái tâm của mình. Cho nên là cái người mà lỡ mà cái xe người ta chỉ dê vô dê ra thôi, mà người ta không nhảy xuống, người ta không xin lỗi người cả, thì người ta phải ghi hai cái dòng chữ hai bên, xin cáo lỗi vì sự bất tiện này, xin cáo lỗi vì sự bất tiện. Cho nên mình hiểu rằng là khi cái tâm của mình mà không có sự thay đổi, không có sự chuyển hóa và không có sự nhẫn nại đó, thì mình biết rằng cái thời gian đó nó trôi qua rồi đó, thì mọi thứ mình sẽ nhận thức khác. Giả sử mình ráng, mình chịu đựng, mình bỏ xa một chút, mình đi bộ, thì tự nhiên mình sau khi mình đi bộ vô tới nơi mình tu tập rồi, cái mình thấy khác rồi. Nhưng mà hồi nãy mình chạy tới, mình thấy đóng cửa là mình nghĩ khác. Cái con mắt của mình đó, nó tác động vào một cái gì đó, thì tự nhiên nó thông báo cho mình một cái số liệu liền. Nếu trong tâm của mình yếu đó, là bỏ cuộc, huống chi là nó năn nỉ tôi đi, mà giờ này tôi tới tôi thấy cái cảm thấy mắc ghét chạy luôn. Cái đó là tâm lý chung thôi. Cho nên ở trong cuộc sống đó, thì tôi có nói với những người xung quanh tôi là khi con người ta đó, nó có một cái điều gì đó xấu đó, mà mình muốn nhắc nhở người đó thì phải suy nghĩ, hoặc là đánh lưỡi 3 lần đó, hay là đánh lưỡi 7 lần đó, mới nói cái lỗi của người khác. Chứ không phải là mình muốn nói lỗi của người khác là cứ như thế vô tư mà nói đâu, thì không cho phép. Chồng mà vô tư nhắc lỗi của vợ thì coi chừng vợ ghi chép ở trong lòng rồi. Vương tử đã hồn 10 năm hôn một để đi. Vợ mà góp ý chồng mà không khéo đó thì cũng đã đổ vỡ, thấp mất điểm ở bên trong. Chứ không có đơn giản mà. Cho nên mà nó để mà mình thông báo với lại những người xung quanh mình rằng là cái điều đó sư cô này có một cái điều xấu, và tôi muốn nhắc nhở để xây dựng sư cô này. Muốn nhắc nhở là phải suy nghĩ kỹ lắm, để xây dựng xong rồi làm thấy sư cô nữa. Xây dựng một người Phật tử xong rồi, cảm ơn cô, dạ con cảm ơn cô, vui vui làm thế.
Khó lắm luôn. Người ta có một cái lỗi mà mình không khéo mà mình nhắc người ta rồi là mất luôn. Chẳng những mất người mà còn mất lòng, còn mất nhiều thứ nữa, chứ không phải đơn giản. Cho nên mình đi tu, tôi chỉ mong rằng quý vị chuyển dùm tôi một cái tâm đầu tiên nhất đó, là hiểu được mình để hiểu được người. Mình có một cái một kẻ, mình trừ khi mình muốn đi bệnh viện thì mình mới đem một kẻ mình tới cho người ta giúp giùm. Và mình đến đó mình phải trả tiền người ta. Mình trả tiền người ta rồi mà người ta làm cho mình đau mà mình không dám la, la nó chửi. Thầy nói vậy quý vị có đồng ý không? Mình lên bác sĩ ha, mình than khóc, mình đòi đi bác sĩ, mình đòi đi tới đó trước khi người ta làm cho mình phải trả tiền cho người ta rồi người ta mới bắt đầu làm. Còn người ta đụng vô mà đau cái mình la nó đi về đi, trả tiền rồi. Mình trả tiền rồi mà nếu mình la thì đi về đi. Còn nếu muốn quay trở lại thì trả tiền gặp ai. Như vậy thì mình mới không la, mình mới đưa cho người ta làm. Còn bây giờ mà mình rảnh quá tự nhiên cái mình làm nữa, ôi cái tội quá, tôi đưa cái chương này tôi làm cho. Mới đụng vô nó rảnh đi ra kia đi. Cho mình tốt bụng mà mình bị xỉ vả. Tức không? Tức mà cũng ráng làm. Quý vị thấy công đức không? Công đức có nghĩa là mình giúp người ta mà còn bị người ta chửi nữa, mà mình vẫn cố gắng mình làm được cái tình thương. Cái đó mới gọi là tu. Mà quý vị chuyển được như vậy đó thì quý vị mới là người tu. Còn không đi ra là bác sĩ đi. Để làm là bác sĩ để làm cái gì? Để nó đem cái vết thương của nó tới, mình muốn làm cái gì đó mình làm. Còn nếu không thì trả tiền một số tiền nữa, tôi mua cái ống cuốc tê là tiếp giờ là tôi làm. Mà tôi báo trước luôn là chích thuốc tê xong rồi, tôi làm xong rồi về nó đau gấp nhiều lần hơn không chích thuốc tê. Bây giờ muốn chích hay không báo trước luôn, chứ còn đi chích đi mổ xẻ đi làm xong rồi về nó đau muốn chết luôn mà đâu có la, tại rồi trả tiền ngu. Đã mình trả tiền rồi người ta làm mình đau muốn chết luôn mà về vẫn không dám la. Ấy thế mà người thân của mình làm bằng tình thương yêu nhưng mình vẫn làm. Cho nên tôi mới nói rằng quý Phật tử nên hiểu biết nghe, chứ không chúng ta trở thành là người ngu tốt bụng. Chúng ta giúp người khác nhưng mà coi chừng giáo đa thành phán. Mình nói nhiều thành thử ra là mình phạm nhiều, cho nên không nói. Mình để chừng nào mà đi theo nó hỏi mới nói. Còn nó không hỏi cái gì cũng không nói để dành tâm niệm Phật thì chắc anh không? Vợ cũng vậy, vợ mà có lỗi thì chồng cũng khoan nói ra, ghi đó thôi đừng nói. Thì chỉ những người chồng có đi chùa nhớ lời thầy dạy bữa hôm nay, làm ơn dắt một cây viết và một cái quyển sổ tay nhỏ ở cái bên, ghi những cái gì mà bốc như ý của mình, thay vì mình nói thì thôi ghi đi đừng nói. Bà vợ có hỏi anh nay làm gì có cái viết hả? Nói giám sát. Nghĩa là mình tập đừng có nói mà mình ghi vô trong đó để như vậy. Tại vì nếu bây giờ mình nói thì cái kết quả nó khác và lời nói nó khác. Mà mình ghi vô đó chiều nay mình nói thì nó khác và kết quả nó khác. Quý vị có đồng ý với này không? Đồng ý không? Đồng ý cho đàn vỗ tay đi. Vậy bây giờ quý vị chấp nhận là có cái viết với miếng giấy. Tại vì lúc mà mình thấy mà mình nói liền đó là coi chừng cái lỗ lã kịp thời ở nơi mình nó đổ vỡ. Mình thấy cái đó đang nói đó, ghi lại để đó, chiều về đúng giờ mới nói. Ăn cơm xong vợ chồng sẽ nói chuyện với nhau, hồi sáng tới giờ em có bao nhiêu cái lỗi. Có khi hồi nãy mình thấy đó là lỗi, nhưng mà sau khi chiều về mình nói cái việc đó ra là mình nói bằng cái tâm lúc này nó không giận. Tại vì mới thấy ở đó là lửa nó lên. Mà nếu mình nói là đã sai dữ lắm.
mà mình ghi trở lại chiều nay coi chừng mình tự gạt bỏ luôn chứ mình không có nói. Có những điều mình cho rằng người ta sai nhưng mình ghi lại xong rồi từ đó tới chiều mình không dám nói điều đó vì điều đó mình sai chứ không phải ta. Hồi sáng nói là gây lộn rồi. Đấy. Cho nên cái đó là cái mà mình biết sửa đổi. Ngày xưa Đức Phật á, Đức Phật không có nói đâu, thấy cái gì là thấy hơn không có nói. Tôi nhớ có một cái bài học là thầy trò của Khổng Tử đi giáo hóa chúng sinh, thì có một cái giai đoạn là mất mùa, cho nên thầy trò Khổng Tử thì mười mấy vị lần, hầu như tôi nhớ là 13 vị, mười ba, mỗi lần đi giáo hóa là quý ngài đi bộ, và có những cái đoạn thì các học trò đó là kiệu có nghĩa là làm hai cái cây rồi gác nhau đi với cái kiệu vua vậy đó, đi với cái kiệu mà quan trạng gì này vậy đó, thì có những cái đoạn là đưa Khổng Tử trên vai gác đi, mà đi ngang cái đường bờ đó, ngày xưa đi qua cái bờ ruộng, thì đi trên cái bờ ruộng á thì mấy đứa nhỏ chăn trâu á nó mới làm cái tháp ở trên bờ ruộng hết trơn. Thì những người học trò của Khổng Tử mới nói là này chú nhỏ, dẹp cái đó để thầy ta đi. Thì chính cái chú nhỏ đó là Mạnh Tử đó. Ông đứng ra, ông chắp tay cho đứa ông hỏi về chứ thành đánh xe hay xe đánh thành. Thành có nghĩa là nó đang làm cái thành quốc, nó đang làm nhà cửa. Bây giờ các vị đưa thầy quý vị đi là xe, vậy thì thành đánh xe hay là xe đánh thành? Các vị học trò không trả lời được, mới quay lại nói với Khổng Tử. Khổng Tử mới biểu là hạ xuống đi. Khổng Tử đến hỏi: này chú nhỏ, chú con nhà ai, học hành như thế nào? Ông hỏi chuyện đông chuyện tây, chuyện kim chuyện cổ, ông hỏi hết rồi xong bắt đầu ông mới hỏi chú nhỏ có hỏi thầy gì không. Chú nhỏ mới nói hồi nãy giờ thầy hỏi con nhiều rồi, thôi thầy cho con hỏi một câu. Cái này thầy nói cái chuyện Khổng Tử với Mạnh Tử nghe, quý vị đừng đem cái đó là thầy bất tử. Thì cái chú chăm câu này mới hỏi là: thưa thầy, chuyện đông chuyện tây chuyện kim chuyện cổ là con có đọc con có học, thầy hỏi con cũng trả lời hết rồi, bây giờ con hỏi thầy một câu. Cái chặng mài trước mắt của thầy nó có mấy sợi lông? Ông nói cái chuyện thầy hỏi con xa quá, con hỏi thầy ngay cái chuyện trước con mắt, có nghĩa là chặng mài trước con mắt có mấy sợi lông, lông mài. Khổng Tử không quen với lại, ông nói với học trò, ông nói: hậu sanh khả quý, đáng sợ người đời sau. Cái đời sau nó ghê lắm, cho nên là quý vị phải nói là giờ này qua bên này mà người nào nhỏ nhỏ tôi sợ lắm. Nó cũng gọi là hậu sanh khả quý, nó có nhiều chiêu lắm, mình đâu có biết nó dùng cái chiêu nào. Từ đó mà mình học Phật, mình thay đổi cái tâm của mình. Hồi xưa mình nghĩ là mình học những cái xương máu, những kinh nghiệm của người trước thôi, đâu có nói đến cái người sau mà mình phải học lại nó đâu. Còn giờ này phải học luôn những đứa trẻ, bởi vì bà nội bà ngoại qua đây đâu có biết xài điện thoại, muốn làm gì phải kêu nó. Rồi giấy tờ sổ sách cái thứ gì đó ba mẹ phải nhờ nó. Cho nên tóm lại là hồi nhỏ mà đợi cũng quên là cái gì mình cũng hỏi ba mẹ, bây giờ qua bên này cái gì cũng hỏi con cái. Thì cảm ơn những người ở thế hệ hỏi hai bên, nghĩa là bản thân mình thấy mình hồi xưa mình không có cái gì, mình cũng tại cái gì cha mẹ của mình dạy mình từng đi từng tí, bây giờ mình qua bên này con mình phải dạy từng đi từng tí, công nhận mình được dạy hay nhiều.
Tôi thì tôi nói những người đó là sợ hai điều. Hồi xưa đó là sợ cha mẹ mình như cọp. Cha mẹ gặp đâu con người ngồi đó. Bây giờ thì sợ con mình như cọp. Nên là thế thì mình mới hiểu là cái tâm mình nó phải thay đổi nó mới phù hợp được. Chứ mình không có nghĩ là ngày xưa sao hiện giờ vậy thì không có. Xưa khác nay khác rồi. Vậy thì giáo pháp Như Lai chúng ta cũng phải nhìn nhận nó bằng một cái nhìn mới thì chúng ta mới có thể thể nhận được những lời Phật dạy. Chứ không Phật giáo trong tương lai nó bị mai một tại hải ngoại. Như vậy thì khi chúng ta nhận ra được á, là con mắt của chúng ta á, là thấy chưa phải là được. Cho nên chúng ta khoan dội nói cái lỗi của người khác, mà chúng ta phải học Phật. Mỗi lần chúng ta góp ý cho ai điều gì đó, chúng ta phải có một cái sở học ở bên trong đó. Nhưng Phật tử chúng ta kiên quyết cái phần học đó đi, dẫn đến chúng ta không lấy được cái dữ liệu mà mình đã học để đem vô áp dụng cho cuộc sống. Khổng Tử đi qua một cái vùng bị thất mùa, cho nên người dân người ta không có cúng dường. Thì thầy trò phải nhìn đói cả tuần là ít, chứ không phải nhìn đói 2-3 ngày đâu, nhìn đói cả tuần. Thì bữa đó có một gia đình cúng cho quý ngài một lít gạo. Thì bắt đầu cái người mà gần gũi Khổng Tử mà cái tâm gọi là tuyệt vời nhất á, là ông gì tôi quên tên, Nhan Hồi. Con này nhớ. Vậy thì ông Nhan Hồi ông chịu trách nhiệm đi đúng không? Mà cái ông này là được xem như là 70% của thầy mình rồi đó. Nghĩa là thầy mà có mệnh hệ gì thì Nhan Hồi sẽ là người giảng thuyết thay cho sư phụ, cho thầy mình. Nhan Hồi đi xuống nấu cơm mà không biết sao Khổng Tử ngồi đọc sách, quay qua nhìn thấy học trò mình ngồi ăn ngon lành. Khổng Tử mới tự hỏi lòng mình rằng là không lẽ cái đói nó đã làm mất đi cái tâm tốt đẹp của người học trò tuyệt vời của mình. Nhưng mà Khổng Tử đâu có nói liền đâu, không có kêu Nhan Hồi nói liền cái chỗ đó. Mà Khổng Tử dùng cái cách là sau khi Nhan Hồi dọn cơm lên, Khổng Tử mới nhẹ nhàng nói: thầy trò chúng ta đã đói mấy ngày rồi, chắc là tổ tiên của ta cũng đói. Mình là người dạy cho mọi người cái đạo lý, thì trước khi mình ăn, mình phải nghĩ là người lớn ăn trước thì người nhỏ mới ăn sau. Cái này là dạy đó. Thằng bắt dạy đã cho mày ăn, bảo không nó mới dạy. Ông nói sao sư phụ ăn chưa ăn mà mày ăn rồi. Nhưng mà thấy vừa nãy mình nói vậy là nó hớ rồi. Cho nên là ngài mới nói một cách rất là khiêm tốn: người lớn ăn trước thì người nhỏ mới ăn sau, cho nên mình dâng lên cúng tổ tiên rồi con cháu mới ăn. Nhan Hồi mới nói: thưa thầy, bữa sau mình cúng được không? Vô được không? Vô đó ta muốn hỏi cái vụ đó đó. Con tưởng chứ hả, tại sao bữa nay ăn cúng? Nói dạ, hồi nãy khi con nấu cơm, con dở ra con sới thì có một cái con rốt con hốt qua. Cái bụi á nó bay vô con đại cũng được, cho nên cái lớp trên nó bị bụi, cho nên con mới gọt cái lớp đó, con gọt cái lớp bụi mà y như mình gọi là nước cơm á, mình gọt cái lớp đó ra. Nhưng mà con nghĩ là có nhiêu đây á, cơm mà huynh đệ ăn không đủ, cho nên là cái đó mà bây giờ bỏ đó thì một lát nữa là không đủ ăn, cho nên cái đó nó dơ thì con nghĩ là không thể để cho người khác ăn được, cho nên đó là lỗi của con. Cho nên con sợ huynh đệ nhường nhau thì thành thử ra là nó sẽ đọc đùn đẩy lẫn nhau. Cho nên cái cơm dơ đó, cái nước cơm đó đó là con xin phép con dùng trước, còn giờ này còn cơm lại á, thì con tỉnh thầy và các huynh đệ ăn, tại người ăn được hơn cái nhỏ thôi. Khổng Tử mới quay lại nói với các học trò rằng là đừng tin những gì vào con mắt của mình thấy. Trăm nghe không bằng một thấy,
nhưng dầu có thấy đi nữa đó cũng khoan dội nói, phải hiểu cho nó cặn kẽ chứ không á là Khổng Tử mất cái người học trò giỏi đó rồi. Khổng Tử có thấy thân quý không, hay không? Thầy thấy hay cho nên thầy nhớ hoài mà thầy quên Nhan Hồi, mai mốt thầy đặt ổng tên Nhan Đèn để đại diện. Thế thì người vợ mà thương chồng quá mà cái tâm khó thay đổi lắm, thấy ông chồng mình mà chở nhỏ nào mình cũng không biết là bắt đầu ghen rồi, là chồng chưa về tới cửa nữa là chửi rồi. Nó có biết vậy thì ông chồng không có thương nổi cái bà vợ hồ đồ thiếu hiểu biết như vậy không? Trước nhất mình thấy rồi, vào rằng con mắt mình có thấy đi nữa, mình về mình cũng phải ăn cơm xong rồi mình cũng phải nấu một cách nhẹ nhàng. Em biết anh tốt dữ lắm, em có một người chồng rất là tốt, nhưng mà em cũng biết là hồi nãy anh chở ai trong lòng em nó bị buồn buồn, thấy không? Chồng ơi, bữa nay chị hai ba đi đám cưới mà thằng Đèo nó bỏ nó về, cho nên bà gọi qua chở bà về giùm, bà đi đám cưới cho nên bà làm mặt bà này nhìn không ra. Hồi xưa bà với chị nở giống nhau, chồng nó đeo đèn dữ vậy. Đi đám cưới phải làm mặt, ở Việt Nam mình có cái vụ đám cưới đi làm mặt còn dễ đi như là gánh hát vậy, nhìn không ra, vừa làm mặt mà vừa làm tóc nữa mà còn thuê đồ mặt nữa chứ. Nào đó phải chở bằng xe gì nó đỡ đần, chở xe đạp. Nên là tôi thấy là để học Phật đó mà áp dụng được Phật pháp là hạnh phúc dữ lắm, rất hạnh phúc. Cho nên cái gì mình cũng phải từ từ. Quý vị cùng nói với thầy, học Phật pháp cái gì cũng từ từ, thấy để đó, từ từ mới nói, đúng không? Mà nhất là nhỏ là sớm có nhiều chuyện nữa. Mình có nghe mình cũng phải để từ từ, nó biết mình nóng mà, nó biết mình là thuộc cái loại anh hùng trời trời xét. Tính nóng dữ lắm, nó vừa nói qua lỗ tai của mình là nhảy hỏng đi, cho nên nó cứ thế mà chọn. Gia đình mình mất hạnh phúc là bởi vì có nhỏ hàng xóm nó thương mình quá, nó làm mình ở giá giống nó luôn. Vì nó thương mình cho nên là nó cứ nói to nói nhỏ, biết mình cũng giống nó. Từ cái chỗ đó mà mình ráng mình giữ cái tâm của mình vì học Phật, cho nên tôi muốn thay đổi tôi. Mà thay đổi tôi có nghĩa là thay đổi cái thói hư tật xấu của tôi, chứ không phải là tôi thay đổi cái tốt mà tôi đã thay đổi cái xấu. Người có một cái tâm tu á, là người đó có cái tâm quay về để sửa đổi, để thay đổi chính mình mà thay đổi cái xấu thành cái tốt, gọi là tu. Quý vị cùng nói với tôi đi, người tu là thay đổi, bỏ cái xấu để hoàn thiện mình, tu dễ thương, tu khéo léo, tu giỏi giang. Ủa, cái chữ giang đó, cái chữ giang đó là giỏi giang, là giỏi dữ lắm á, chứ không phải là nhờ sang xấu là giỏi. Thế thì nếu như mà mình á, càng tu á, mình càng giỏi, càng tu mình càng dễ thương, càng tu mình càng hạnh phúc, thì cái này người đó tu đúng hay tu sai? Cho một càng tới bài thầy tu. Vậy thì giờ mình nói với nhau mặc định ha, hồi nãy mình nói những cái gì tốt đẹp gọi là tu đúng, còn ngược lại chính là tu sai, đúng không? Đúng không? Quý vị nói lớn giùm thầy, thì chính quý vị đừng có giáp phải. Tu mà dữ là tu sai. Chính quý vị nói mà nói cho lớn lên nha. Để đi về chùa
về chùa tu rồi mà càng tu càng dữ là sao vậy? Sai. À, tu mà càng tu càng dữ là đúng rồi. Quý vị nói thêm, tu phải dễ thương. Tu mà không ai dám lại gần là tu sai rồi. Nhiều cái người tu lại nó phòng ngừa đủ thứ chuyện hết đó. Nó ngừa đến nỗi mà nó làm như mọi người xung quanh là virus corona, biết rồi nó không dám gần gũi ai, nó không dám chơi với ai, rồi nó kỹ càng dữ lắm. Tôi cái kiểu đó thì tôi không biết đời sau nó trở thành cái gì. Quý vị nhớ là cô hồn, lý do nào trở thành cô hồn? Cô hồn là chúng ta ở giữa mọi người mà chúng ta bị bỏ rơi, đúng không? Cô hồn là chúng ta ở giữa mọi người mà chúng ta bị bỏ rơi. Chúng ta ở giữa những người yêu thương mà chúng ta bị ghét bỏ, là cô hồn. Cho nên mình đừng nói đúng, mình đừng nói sai. Làm sao mà mình sống với mọi người xung quanh mà mình thật sự là người rất dễ thương? Tôi chỉ điểm hạnh phúc một điều là quý vị ai thấy quý vị cũng thương. Người ta nói xấu quý vị mà những người khác tự bao che bảo vệ cho quý vị, cái này là quý vị mới thành công. Đồng ý với thầy không? Mình tu làm sao mà người khác người ta nói xấu mình mà cái người kế bên người ta nói bà có lộn hết. Cái đó đó mình mới thấy hạnh phúc, mình thành công. Chứ còn đó, bà hai bà vừa mới nói xấu mình cái bà ba bà nói ô bà nói gì còn ít. có nghĩa là mình là nó tệ dữ lắm chứ không phải gì đó không đâu. Bà kể vậy bà liệt kê ít quá. Cho nên mình sống giữa những người yêu thương mình á, chồng với vợ là người mà cả đời thề non hẹn biển, ký cái giấy gọi là hôn phú. Phải không? Phải chứ? Giấy đó là giấy hôn phú không? Tự nhiên nó để cái út trên mặt. Lẽ tôi tìm một cái từ nào cho nó thay cái từ đó. À, hả? Hôn ước. Nếu như mà có cái từ hôn khô thì sao? Nếu mà dùng cái chữ hôn hú mình nghe nó cũng ớn ớn như mình. Nhưng mà thôi vậy đi, tại vì mình cũng là tứ thú mà. Mình là nổ xanh thai, xanh thấp, xanh hóa, xanh là mình xanh trong cái bốn loài xanh. Mà còn có một loài nữa ta gọi là ngũ thú tạp cư. Ngũ thú tạp cư, nhưng mà cái thứ tư là, cái thứ năm mình không dám nói, cái đó là bậc thánh đó. Mà nó ở trong cái nơi gọi là ngũ thú tạp cư địa. Cho nên bậc thánh phàm đều ở chung. Cho nên thầy mới nói là mình ở trong tứ thú thôi, chứ còn một loài nữa không dám nói. Cái loài đó dầu rằng ở trong trạng thái xuất sinh nhưng mà họ là Bồ Tát quá sanh, giống như là lâm nữ vậy. Vậy con rồng có phải thú không? Con rồng là loài thú, ấy thế mà lâm nữ đó là Bồ Tát quá sanh, cho nên là nhất sanh bổ xứ thành Phật. Cho nên không dám nói. Cho nên ở trong đây tôi cũng biết ai là đời sau thành Phật, cho nên tôi đâu dám nói. Tôi không dám khinh quý ngài, cái đó là cái phẩm thường bất kinh Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta thay đổi cái tâm của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được cái tâm là gì, tâm là thức thứ sáu. Cái tâm là thức thứ sáu. Chúng ta có một ý thức, chúng ta thay đổi. Nhớ nha, chúng ta có một ý thức là phải thay đổi để mình bỏ cái thói hư tật xấu của mình. Đó là một ý thức rất tuyệt vời. Mà bỏ cái tật xấu khó lắm quý vị. Ta nói á, cái tập đó nó lớn hơn cái tuổi. Thôi thầy hỏi cái này chú Quảng Đạt đi cho chắc.
Người xưa người ta nói cái Phật nó lớn hơn cái tuổi đúng hay sai của Đạt. Cô quản nguyện chưa có cho chú quan Đạt không có nói. Ai dễ luôn hả? Tại con người ta cái tập nó lớn lắm thôi. Chính cái tập đó, đó nó biến thành cả giết chết rồi. Đáng ra đó là gia đình mình hạnh phúc lắm, nhưng mà chỉ một cái việc mà mình không bỏ được cái tập của mình đó, mà vợ phải mất chồng, con phải xa cha xa mẹ, gia đình phải bán gia bại sản, mọi thứ phải ly tán do cái tập của mình không bỏ được. Đúng không quý Phật tử? Đúng không? Khi tu mà bỏ được cái tập đó là hạnh phúc lắm luôn. Tôi cũng mong rằng là ai có cái tập làm ơn bỏ giùm tôi. Bởi vì cái thói quen của chúng ta đó, cái thói quen của chúng ta nó huân tập nhiều đời nhiều kiếp, mà nó huân tập cái tốt á thì sanh ra đời cái đứa trẻ đó ai cũng thương và nó lớn lên nó thành công dữ lắm. Mà nếu đời trước nó huân tập cái thói hư tật xấu thì cái đời sau nó nguy hiểm dữ lắm luôn. Cái đó là tôi nói bằng cái trái tim của mình đó, là những ai mà rơi vào trong cái tập đó rồi, ở nhà đó thì cha mẹ chịu không nổi, có chồng thì ông chồng cũng ráng ông cắn răng dầu rằng đi thai mấy hàm rồi vẫn cứ phải thai nhiều nhiều, tại vì cái tập của cái người đó không có bỏ, mà hở mà nó động tới là bà chết à, đem luôn cái chết ra để mà dọa thiên hạ luôn. À, cho nên là ở trong nhà thì cha mẹ rất là khổ, mà có chồng rồi thì cũng chiến loạn lên lắm. Mà có nhiều cái ông cũng vậy đó, ở nhà thì cha mẹ chịu không nổi, có vợ rồi vợ chịu cô không nổi. À, nó, cái tập nó vậy đó, nó nhiều đời nhiều kiếp. Nhưng mà bây giờ mình muốn giải mã cái đó thì mình học Phật và mình cài đặt trong tâm mình một điều rằng là nhờ con học Phật mà con học được cái chữ nhẫn, con cam chịu để con sửa đổi cái tâm của con. Con thiếu nợ cái bà này cho nên con phát nguyện con trả nợ, con trả nợ trọn đời, là chứ không phải tự nhiên mà con chọn bà làm vợ, mà lỡ con chọn rồi thôi con phát nguyện trả đời con trả bà cho xong, chứ không quanh qua đời sau gặp nữa còn mệt nữa. Quyết định trả một đời. Cho nên có nhiều người chồng tuyệt vời lắm. Tôi nói vợ nó ngồi trên đầu mà ổng cũng bình thản rồi. Phải nói tôi hay không hay, tôi tu chứ chưa bằng ổng. Cho nên tôi nghiêng mình kính lễ những người chồng tuyệt vời. Tôi nói hơn là tôi đi tu, nếu nếu tôi ở nhà là răng môi cái bà đó là lẫn lộn. Tôi đi tu chứ tôi còn yếu lắm. Tôi thấy cái cảnh đó nó tiếc ruột hồng kẹt. Nhưng mà tôi phải khen những người chồng, phải nói cái tình thương của ông đó. Ông thương mà, ông thương đến nỗi mà bà vợ bà nạt ổng trước mặt tôi luôn, mà ổng không cúm riêu riêu ổng đi về. Thiệt tình thương gì đó. Nhưng mà tôi phải nói là cái người chồng như vậy mới đáng để. Nghĩa là sợ vợ ra mặt luôn. Không có nói là còn cái việc mà chồng mà ăn hiếp vợ thì tôi cũng thấy nhiều rồi, cũng tội nghiệp những người phụ nữ. Nhưng mà cái phong tục, cái tập quán, cái quan điểm của người phương Đông á là nhất nam hiếp thủ, còn thập nữ hiếp phu. Người đàn ông ăn hiếp người đàn bà là chuyện nó quen rồi, nó bình thường rồi, mà bị đàn bà hiếp là cái chuyện này khó lắm luôn. Thế nên mà tôi vẫn thấy người Việt Nam làm được chuyện đó, cho nên tôi nể. Tôi nói thầy đi tu lâu năm rồi đấy, nhưng mà thầy nghĩ thầy vẫn còn yếu hơn chú lắm luôn, cho nên thầy ngưỡng mộ lắm luôn. Nghĩa là
mình đi tu nhưng mà mình xét thấy cái năng lực tu của mình không bằng. Cỡ như mà thầy không phải là người tu thì ở ngoài đời thì chắc là nói không, thầy tính tu cũng giống quỷ lắm, gần vậy là cả. Thế thì tôi mới nghĩ là đáng đời mà chưa xuân này đi tu là đáng rồi. Nhưng ở ngoài muốn hạnh phúc khó lắm, hạnh phúc là phải chịu đựng thôi, mà chịu đựng biết có quen thôi. Hầu tôi học văn học 12 có tác phẩm Mỹ, thì trong đó tác giả mới ghi những cái dòng chữ mà rất là tuyệt vời. Ông ghi là con chim bay mãi rồi cũng mỏi cánh, con ngựa chạy mãi rồi cũng trùng chân. Một con người mà cực khổ riết rồi nó quen, cực khổ riết cái nó quen à, cái bắt đầu mình không còn thấy cực nữa. Thì tôi thấy cái điều đó hợp lý. Khi tôi đi tu, tôi chịu cực chịu khổ riết cái nó quen. Bây giờ nắng mưa sương gió tôi cũng còn ghét nữa. Hồi nhỏ đó, mình nắng mưa sương gió ở ngoài đồng á, là mình là gần như suốt ngày đâu có được ở trong nhà đó, ở ngoài đồng không. Nó cũng bệnh tới bệnh lui, bệnh tới bệnh lui, tại vì hết nắng rồi mưa, mới vừa mưa xong cái là nó mưa cái ào quá, cái ướt nhẹp cái nó nắng lại. Nó nắng lại tưởng là nó để yên mình, ai về nó mới kéo một trận mây qua cái mưa cái ào nữa. Cho nên một buổi như vậy không biết mấy lần bị mưa, rồi mấy lần bị nắng. Cho nên cái chuyện mà cảm là chuyện bình thường, hầu nhỏ, bệnh cũng dữ. Nhưng mà thấy là nó do mình không biết tu, cho nên mình không biết luyện cái thân của mình cho nó hoảng. Còn giờ này thì tôi đi khắp nơi, tôi thấy là tôi đã luyện được cái thân của mình, do mình có một cái tâm tôi chuyển hóa. Từ lúc tôi bước ra khỏi chùa là cơ thể của tôi nó cũng dữ dằn lắm rồi. Trong cái mùa Du Lan tháng 7, quý vị biết là có giờ nào nghỉ đâu. Tôi đi nước ngoài là tôi hạnh phúc hơn ở Việt Nam đấy. Ở Việt Nam nó cực, cỡ như tôi chủ sủ là phải thêm một cái tuổi gì nữa lên lưng. Có nghĩa là không phải con trâu yên ổn không, mà cỡ như tôi là tuổi con lạc đà đấy luôn. Đi đường xa mà còn phải chở nặng mà không được uống nước đấy. Đâu dám uống nước. Uống nước rồi tối ngày cứ đi ấy giết theo chịu nổi. Không có đường quyền đi ấy. Bởi vì thời gian không có mà. Từ bên đây, từ cái điểm bên đây nè, tôi giảng xong mà chạy qua tới điểm bên kia đó, là chạy là nó xa rồi, mà tranh thủ chạy còn sợ mấy anh mà anh mùng lấp nữa, mệt lắm. Thế gian mình nó nhiều. Ấy thế mà mình muốn hoàn thành được cái tâm nguyện của mình phải vất vả lắm mới làm được. Rất đơn giản quý vị, tôi chỉ cần có một cái tâm là sống an lạc, sống vững rồi thì ai thỉnh giảng tôi lắc đầu là xong. Lắm gì phải cực vậy. Nhưng không, tôi nghĩ là mình rất là hạnh phúc đời này mình còn được cái duyên để đi chia sẻ Phật Pháp với mọi người. Mà Phật Pháp đó nó làm sao mà nó là cái thực đó quý vị, mới là cái Phật Pháp chính đáng. Tại ngày xưa Đức Phật bưng cái bình bát đi khắp thực, còn giờ này á là mình đâu có bưng bình bát đi khắp thực. Cho nên mình muốn hiểu được cái lời của Phật dễ hay khó? Khó lắm, mình không hiểu được đâu. Ngày xưa Đức Phật á muốn thuyết pháp là cái giờ là 1 giờ trưa. Sau khi Đức Phật thọ trai dưới gốc cây xong rồi, quý vị muốn nghe pháp thì Đức Phật ở đâu quý vị đến đó mà nghe. Rồi ngồi đó không có phải có cái chỗ ngồi rồi mặc áo tràng gì đâu, dùng áo tràng áo lễ đâu. Thời ngày xưa mà cỡ mà quý vị là nông dân thì để y nguyên cái mình mấy nông dân vậy lết lên nghe. Chứ ví dụ mà đi nông dân cái xưa thưa Phật con về tắm rồi con ra nghe cái ông chăn bò thì y chang cái đầu chăn bò nó tới nghe, cái người nông dân thì y chang cái đồ dưới bùn lên nhớ thấy Đức Phật ngồi ngay gốc cây á, rồi lại nghe xong rồi đi làm nữa. Nên mình nói bây giờ này đạo càng trước đạo càng là phải trang nghiêm, phải thanh tịnh, phải phật tử, phải áo giới rồi này kia. Không, giờ này mình làm vậy mình hiểu gì đi. Còn thực sự đó mà nói vậy đó là một cái hiện đại. Chứ còn thời Đức Phật đi tới đâu, ngài đi bình ôm bình bát đi tới đâu, mà ai cúng dường thì ngay chỗ đó ngài chúc phúc cho cái người đó.
Người đó là người nông dân cúng dường thì ngày chúc phúc cho mùa màng lúa thóc được mùa. Còn người thương gia mà cúng dường thì ngày chúc cho buôn mai bán đất. Còn cái người tri thức mà cúng dường thì ngày cầu cho mọi việc được thành công. Người học trò là cúng dường thì cầu cho nó được học hành đỗ đạt. Có nghĩa là mình chúc phúc là tùy ai mình chúc phúc cho người đó. Còn bây giờ tôi muốn biết cái thằng em trở nó cúng dường thì ngày chúc cái gì? Tôi nghiên cứu hoài mà tôi chưa ra. Có ăn trộm đi cúng dường không? Có, thấy chứ, ăn trộm cúng dường nó làm như nó chia vậy này. Có đứa nói là con cũng có tham lam mà giờ cũng vô cúng dường tam bảo để con chia cái tội bớt. Tại vì con làm người phần tội thì con cúng dường một phần, để mà con còn chín phần tội thì chùa gánh bớt một phần. Cho nên đi cầu nguyện, tôi cầu nguyện cho quá giải oan gia trái chủ, lỡ tôi vô tình hay cố ý phạm phải những tội lỗi, xin cho những cái lời kinh nó làm nó cảm hóa được với tất cả chúng sinh. Cho nên quý vị ráng tụng kinh mà hồi hướng, ngồi thiền mà hồi hướng, trì chú mà hồi hướng, có nghĩa là chúng ta tu cái gì chúng ta hồi hướng cái nấy, chúng ta làm được những việc từ thiện gì chúng ta ráng cố gắng hồi hướng. Bởi vì oan gia trái chủ nó tràn ngập chứ. Lấy một ví dụ đi cho nó dễ hiểu. Bây giờ có một người nào đó bị đánh rơi một cái vật nào đó mà quý vị nghĩ tự nhiên đánh rơi à? Phải, cái thằng kia nó rạch túi bà nọ, rồi bà nọ bà vô tình bà cứ đi như vậy, rồi khi nó rớt xuống thằng kia đâu dám đụng. Cho đành ra bà này cũng không biết mà thằng kia cũng dám lấy, thành ra của đánh rơi. Bây giờ của đánh rơi đó mà đem vô chùa thì cái nỗi khổ niềm đau của cái người mất là đau lớn nhiều ít, nhiều lắm. Từ chỗ đó mà mình hiểu rằng trong cuộc đời này cái gì nó cũng có thể xảy ra, oan gia trái chủ nó trùng khắp á, nhưng mà cái tâm tốt của mình á thì đó là một cái tâm rất là tuyệt vời. Hãy giữ cho mình một cái hạnh phúc là khi mình biết tu Phật rồi, con quay trở về, con bỏ những cái tâm ích kỷ nhỏ nhen, những cái tâm xấu xa mà bản thân con không nhận ra nó, thì bây giờ nhờ con có đọc kinh, con có học được giáo pháp của Phật, con nhận ra được rằng cái ý của con là cái quan trọng. Rồi, bây giờ quý vị nghe thầy chỉ cho quý vị cái ý này nha. Cái ý nó nằm ở đâu trong cơ thể của mình? Thì ý đó, nó chỉ là cái để làm chủ mắt, làm chủ lỗ tai, làm chủ lỗ mũi, làm chủ cái lưỡi và làm chủ toàn thân. Đó gọi là ý. Ý là cái làm chủ, mà ý có hay không để chúng ta chuyển nó được thì tôi xin tuyên bố rằng ý là cái không có. À, tại sao tôi nói không có? Là bởi vì nếu như mắt mà nó đã chứa cái ý ở trong đó thì cái này gọi là nhãn thức. Nhãn thức là cái biết của con mắt. Vậy thì ý nó có ngay trong con mắt, chứ còn bản thân nó thì tôi chỉ nó ở đâu, tôi không có thấy nó ở đâu để chỉ, cho nên tôi nói nó không có. Vậy chưa nè? Cái ý của tôi nó nằm ngay chỗ con mắt, cho nên đây gọi là nhãn thức, là cái biết của con mắt. Như vậy cái biết của con mắt nó chứa cái ý của mình chưa quý vị? Chứa chưa? Vậy là con mắt của mình có phải là tâm chưa? Đấy. Cái này gọi là nhãn thức tâm vương. Nhớ nói là tâm vương đó nha. Nhãn thức tâm vương. Lỗ tai của mình nghe gọi là nhĩ thức tâm vương. Cái lỗ mũi mình là tỷ thức tâm vương. Cái lưỡi của mình là thiệt thức tâm vương. Còn toàn thân của mình là thân thức tâm vương. Như vậy cái này là mới có phù trần căn, nhưng mà căn nó tiếp xúc với trần nó tạo thành thức thôi, chứ còn cái ý thức á là cái làm chủ năm cái này, nhưng nó không có chỗ ở, cho nên tạm gọi nó là không. Nó không có nhưng mà nó rất là quyền năng, nó không có mà nó rất là dữ dằn. Cái này là cái chúng ta tu. Mà nếu chúng ta không tu á một cách tốt đẹp á thì chúng ta không có thấy được cái ý của chúng ta.
Như vậy thì khi mình biết tu cái ý của mình là con mắt của mình nó có một cái tình thương ở trong đó gọi là từ bi. Vậy thì chúng ta có cái tâm từ bi thì tâm đó nó hiện ra ở nơi con mắt. Cái người đó có con mắt rất dễ thương. Họ nhìn ai? Họ nhìn bằng cặp mắt rất là yêu thương, rất là từ bi. Họ nghe người ta nói xong rồi là cái tâm từ bi nó sanh ra, cho nên họ nghe người ta nói họ thương, chứ họ không có thù, họ không ghét. Họ không có sanh tâm bực tức. Vậy là cái sanh tâm bực tức nó nằm ở đâu? Nó nằm ở nơi lỗ tai. Mới vừa nghe là mình chịu nổi. Đó là cái tâm của chúng ta nó ở ngay chỗ cái đó. Như vậy chúng ta muốn chuyển đổi được cái tâm của mình á, thì con người ta phải biết rằng cái tâm của chúng ta đó nó nằm ở nơi con mắt, lỗ tai. Cho nên mình thấy cái sắc thì bắt đầu cái tâm của mình nó ra đây. Mình thấy cái bông này đẹp là cái tâm tham của mình nó ra ngoài cái bông rồi. Cho nên mình về rồi mà cái bông này nó còn nằm ở đất đầu của mình. Có nhiều người phụ nữ đi ngang qua một cái tiệm, mà cái tiệm đó là cái tiệm mà người đó thích đó nha. Giả sử như cái người phụ nữ này thích cái hàng hiệu, mà bữa nay nó ra cái món hiệu, thì cái cô này về tới nhà mà con mắt còn ở ngoài hàng hiệu. Có nghĩa là nó dính ở đó, nhớ mãi ở đó. Còn nếu như mà cái người nam này á, mà thương cái người nữ kia đó, thì cái người phụ nữ kia họ về tới nhà họ rồi mà con mắt của ông này nó còn nằm ở trên cái cô đó đó. Ông này như người mất hồn. Có nên là sắc đó nó mang cái hồn của người đó đi rồi. Cho nên người xưa mới có cái câu là người đi một nửa hồn thôi chết. Ở dưới người ta nói một nửa còn lại sửa lại xài. Chắc là tôi nói có 45 phút mà tại vì cái này nó quay hoài tôi không có thấy. Để cái đồng hồ mà nói để thôi là sao? Nãy tôi nói rồi, người ta có cái một ghẻ đừng có xích đi được. Để thì ta phải đem đi xa xa, phải nhá nhá. Thằng này để ngay cái họng mà kiểu đó. Cái này chắc được kiện quá. Buổi chiều mới nói nữa. Vậy thì buổi sáng tôi muốn nói với đại chúng là khi chúng ta có một sự thay đổi, và thay đổi đó là thay đổi tốt, mà chúng ta phải học Phật thì chúng ta mới thay đổi được. Và muốn học Phật thì chúng ta phải có một cái chủ đích rõ ràng. Ai chọn được một cái phương pháp thay đổi thì ráng cố gắng vạch cho mình một phương pháp. Giả sử như mình đi đứng nằm ngồi, mình mượn bốn cái oai nghi này để mình thay đổi tâm tính của mình. Thì khi mình đi á, mình để ý cái tướng đi của mình, chứ mình đừng có đổ thừa cái tật của tôi đi á. Một chân á, thì ở Toronto, còn một chân ở Vancouver. Thì như vậy thì nó ảnh hưởng hai bên hàng xóm. Thì khi người tu á, phải đi, mình không phải là muốn đi như hoa hậu, nhưng mà ráng cố gắng mình đi, để ý cái tướng đi của mình để mình có tu. Cái người có tu nó khác với người không có tu ở cái chỗ là người ta sửa đổi cho mình tốt đẹp. Còn người ta nói học ăn, học nói, học gói, học mở, thì cái gì mình đi tới đâu mình cố gắng học được cái gì đó, cố gắng học để mình làm hành trang mình sửa đổi. Có nhiều người tự cho là mình hay, mình giỏi lắm, nhưng mà thực sự ra thì không có học và không có sửa được. Không có học, không có sửa được. Cái khối nào tật ấy nó còn nguyên này. Cái hạnh phúc nó không từ đâu mà đến, cái khổ đau nó cũng vậy. Mà hạnh phúc hay khổ đau là do chúng ta tu tập và tích lũy được. Chúng ta có thành Phật được hay không, nó nhanh hay chậm là do chúng ta tự nhận thức để sửa đổi ở cái nơi tâm của mình. Rồi từ đó nó điều hành cái thân của chúng ta. Cái tâm của chúng ta không có thấy, giống như là tổ đạt ma mà hỏi tổ huệ khả gì đó. Tổ đạt ma ngồi thiền, tổ huệ khả quỳ đó đó,
xin Tổ Đạt Ma dạy cho con. Thì Tổ hỏi ông cầm cái gì, nói cái tâm con nó lao cao, nó vọng tưởng, nó điên đạo, nó khổ đau, xin Tổ hãy quan hỷ mà chỉ cho con cái cách để con sửa đổi tâm tánh của con. Thì Tổ mới nói ông lấy cái tâm ra đây, ta đổi, ta sửa cho. Thì ngài đi tìm cái tâm hoài không ra, cho nên hồi nãy tôi mới khẳng định là tâm không có khó. Thì Tổ Huệ Khả mới nói bạch thầy, con tìm tâm không có ra. Thì Tổ Đạt Ma mới nói là ta đã an cái tâm cho ông rồi. An mà có an không quý vị? Có không? Không, ông tự hiểu thôi. Thì lúc đó Tổ Huệ Khả mới hiểu được cái ý của Tổ Đạt Ma. Cho nên Tổ Huệ Khả mới cầu xin xuất gia. Cầu xin xuất gia với Tổ, nhưng mà Tổ đâu có quan tâm. Thử thách đến nỗi mà ông quỳ mà tuyết nó đóng cái người của ông rồi, tuyết nó đóng cứng luôn rồi. Tổ mới quay qua hỏi ông làm cái gì đó, ông cầu đạo. Thì Tổ Đạt Ma mới hỏi là ông cầu cái đạo gì. Thì Tổ Huệ Khả mới nói là con cầu cái đạo giải thoát. Tổ Đạt Ma mới thấy cái tâm của ông này chưa có thay đổi, chưa có ngộ gì hết. Tổ mới hỏi ông lấy cái gì để cầu đạo, ông lấy cái gì để cầu đạo. Ông nói con lấy cái tâm tha thiết của con, cái tâm chí thành của con. Thì Tổ Đạt Ma cũng chưa thấy cái tâm ông mở ra nữa. Tổ Đạt Ma mới nói là cái đạo của ta nó rẻ mạt bằng cái lời nói hư vọng của ông đó. Bằng cái lời nói hư vọng, cái lời hứa suông của ông sao? Ông mới rút cái thanh gươm ra, ông cắt cánh tay của mình, ông dâng lên cầu đạo, gọi là xả thân cầu đạo. Cho nên bây giờ quý Phật tử có dám làm cái gì đó để thể hiện mình cầu đạo không? Thôi bây giờ đừng có cắt cái tay mà lẻ nó ra cầu đạo đi. Có dám làm không? Không. Mạnh dạn trả lời. Dạ không. Quý vị thấy là muốn được cái đạo khó hay dễ? Khó lắm. Mà có nhiều người lại xem thường lắm. Làm sao mà đắc đạo được và hiểu được đạo chứ? Cho nên có nhiều lúc tôi ngồi mà nó đau nhức, tôi mới hỏi cái đau nhức nó đủ để cầu cái đạo hay không? Hay là mày muốn tao chặt cái tay? Mà trong kinh Pháp Hoa đó là có nói nghe, con người là đốt một ngón tay để cầu đạo. Muốn tụng kinh Pháp Hoa là có một cái chú Phật tử, chú quấn cái bông gòn vô cái tay, chú quấn giải vô, chú nhúng dầu á, chú đốt cái ngón tay nè. Một tay thì đốt cho nó cháy vậy đó, còn bên đây thì chú cứ gõ mỏ tụng kinh. Và nó cháy cho đến lúc mà nó cháy rồi, nó tắt lửa rồi đó. Thì cái chỗ này á, là nó tự thúi, nó chín rồi, nó tự rụng luôn. Quý vị nghĩ cho từ lúc mà đốt cho đến lúc mà nó rụng luôn cái mấy lóng tay này thì nó đau đớn tới cỡ nào. Mà ông phát nguyện, ông nhập thất, ông tụng kinh đau đớn cỡ nào ông cũng bình an. Ông chỉ lo tụng kinh thôi. Lúc đó ông tụng kinh Pháp Hoa và phát tâm đốt cái ngón tay. Vì trong kinh Pháp Hoa là dược dương và dược của phải không? Dược dương dược thượng hả? Ông đốt luôn cả người của mình. Ông uống cái dầu thơm vô rồi ông tẩm vô người của ông, rồi ông đốt cả thân của ông để làm đèn cúng Phật. Mà sau khi ông đốt đời trước, ông đốt thân rồi đó, đời sau mà ông ra, ông có một cái thân tướng tốt đẹp tuyệt vời luôn. Vậy đó mà trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ông lại tiếp tục đốt hai cánh tay của mình để mà cúng Phật nữa. Chứ không phải đốt một đời đâu, đốt nhiều đời. Thôi, đến đây là hết. Vậy là buổi sáng chúng ta tới giờ này, chúng ta
chia sẻ với nhau để chúng ta hiểu được cái tâm của mình vốn nó không có, mà bây giờ muốn thay đổi nó thì phải làm chủ mắt tai mũi lưỡi thân. Thì chiều nay sau khi chúng ta giờ này chúng ta cúng Phật, sau đó chúng ta thọ trai, rồi kinh hành, nói chúng ta nghỉ ngơi 30 phút, chúng ta trở lại thầy với đại chúng thì cũng tụng đại bi thập chú, xong rồi hồi hướng rồi chúng ta học. Thì trong cái giờ học buổi chiều á, thì Phật tử đặt câu hỏi buổi chiều dùng cho cái việc pháp đàm ha, vì đặt câu hỏi thầy trả lời. Sau khi pháp đàm xong mà quý vị không còn ai còn câu hỏi gì nữa đó, thì khoảng 2:30 hay 3 giờ gì đó, mình cũng sẽ tụng một thời kinh ngắn nữa rồi chúng ta hoàn mãn cho chương trình khóa tu ngày hôm nay. Quý vị có hay nghỉ không? Rồi giờ này quý vị đồng chắp tay chúng ta hồi hướng và cúng Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Phật tử chúng ta nghỉ ngơi giải lao từ lúc 15 phút hay là 10 phút đi. 10 phút sau là chúng ta cúng Phật ha. Là đúng 12 giờ chúng ta cúng Phật. Cho nên Phật tử bỏ cái từ cúng ngọ giùm thầy nha. Mai mốt mà ai nói cúng ngọ thì thầy nói người đó thờ ngựa nha. Phật tử nào có
cũng hương linh đó, mà người thân mình có làm tụng khóc đó, thì quý vị quỳ sẵn ở dưới đạt hương để mà dân cho góp trà gì đó. Mà còn ở đây là để chúng biết thì mình không có gì thì mình cứ ngồi vào để mình cúng Phật nha. Chúng sanh tâm thường rộng lặng
đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Tươi để cho quý đạo tràng mười phương tâm báo hào quang sáng ngời. Tương báo tỏa lòng chúng con ánh thiện cúi đầu xin thề nguyện quy y. Những tâm lành lễ nam mô tầng thầm phương viên pháp giới quy trần sáng đồ cung. Hóa hiện vị lai những thiên chư Phật. Nhìn tâm lành lễ nam mô tầng thầm phương viên pháp giới quy trần sáng đồ cung. Hóa hiện vị lai những thiên tôn pháp. Nguyện tâm lành lễ nam mô tầng thầm phương viên pháp giới trần sanh đồ chung. Quá hiện vị lai nhất thiết hiện thân tâm. Đại chúng, xin mời đại chúng đồng an tọa. Hãy subscribe.
dạy hư không, xin thầy xót thương mà chấp nhận. Nam mô Đức Bồ Tát hộ cúng dường, Nam mô Đức Bồ Tát hộ cúng dường, Đức Bồ Tát hộ cúng dường, cúng dường. Đức Cô Viên đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền, pháp môn xin nguyện học, âm nghĩa xin nguyện đàn, phiền não xin nguyện đoạn, quả phẩm xin chứng cúng Phật xong, nguyện cho chúng sanh thân nguyện đầy đủ sự nguyện giác ngộ. Chư vị mà có người thân cũng cứ Hương Linh đó, mình đi ra sau bàn Hương Linh mình rót trà dí góc thức ăn vào cơm và khấn tên của chư Hương Linh. Hương hoa thịnh, hương hoa triều thịnh, nhất tâm triều thịnh chúng sanh độ hơn mới chứng Bồ Đề địa học chương. Không nguyện chưa dừng ý, Nam mô Đức Bồ Tát đại nguyện Địa Tạng Vương giáo chủ có yêu minh. Đừng quên lời thề nguyện năm xưa có mặt nơi này, hương dẫn hương linh cùng các loại cô hồn về nơi chốn đàn tràng tham gia pháp hội. Hương hoa thỉnh, hương hoa triều thỉnh, nhất tâm triều thỉnh, đại sĩ Quan Âm thật tuyệt vời, cánh tay phu độ hiện nhà nơi. Không đâu cầu thỉnh mà không ứng, bị khổ thuyền dông cứu độ người. Nam mô Đức Bồ Tát đại bi quan thế âm, bậc đại từ cứu khổ cứu nạn. Phượng xin hành lắng nghe, xin đừng quên lời thề nguyện năm xưa có mặt nơi này, hướng dẫn chư hương linh cùng các loại cô hồn về nơi chốn đàn tràng tham gia pháp hội. Phụng thỉnh chư hương linh nguyện thập quan pháp danh phước tâm định, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1972, mất ngày 8 tháng 9 năm 2023, ứng dương 52 tuổi. Hương linh Lư Thanh sinh ngày 10 tháng 10 năm 1951, mất ngày 27 tháng 7 năm 2023, hướng thọ 72 tuổi. Hương linh Nguyễn Văn Thành pháp danh Tâm Nhàn Tự Thái Vân, mất ngày 24 tháng 7 năm 2023, hướng thọ 82 tuổi. Hương linh Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Văn Lan. Hương linh Lê Thị Mỹ Anh pháp danh Diệu Thơ, sinh ngày 2 tây tháng 12 năm 1975, mất ngày 23 tháng 8 năm 2013. Ba lần triều thỉnh chư hương linh về đây thính tác văn kinh, cùng lên bờ giải thoát dân trà. Điểm trà tiếng trà chư vị ở ngoài cúng hương linh đó, mình rót trà dân ba lần thỉnh rồi, rồi bây giờ mình lấy đũa các